Cho không nghe, không nghe tiếng nhạc. Để bắt đầu cho thì giờ cầu nguyện buổi sáng hôm nay, xin mời cô Hạnh vui lòng cầu nguyện khai mở đầu cho thì giờ nhóm buổi sáng hôm nay. Cô Hạnh chắc còn mắc bận lo cho bà Năm sao. Mời cô kêu chị Kiều đi. Mời chị Kiều cầu nguyện. Chị Kiều ơi, Kiều bật micro lên. Dạ, tôi xin phép được cầu nguyện. Kính đại chủ yếu của chúng con thật cảm ơn Ngài cho chúng con có một đêm ngủ bình an để chúng con sáng nay đến thờ phượng Chúa để chúng con học kinh thánh, để dâng thời giờ đầu tiên cho Chúa. Cầu xin Chúa ở cùng chúng con, thêm sức, thêm ơn và mở mắt, mở lòng, mở tâm trí chúng con để chúng con học, để chúng con lấy lời Chúa làm hành trang để chúng con tiếp tục đi trong đường lối của Ngài. Chúng con cảm ơn Ngài. Thì giờ này cầu xin Chúa ban cho anh chị em chúng con ai nấy đều ở trong buổi nhóm sáng nay để chúng con cùng hiệp nhau để cầu nguyện, để học lời Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài và thành kính cầu nguyện. Amen. Chúa Giêsu Christ. Amen. Chúng ta cùng đọc lại câu gốc của buổi sáng hôm nay ở trong Esai đoạn 30, 33 câu số 2. Chúng ta sẽ cùng đọc chung với nhau câu kinh thánh này hai lần. Esai 33 câu số 2. Hỡi Đức Giê-hô-va, hãy thương xót chúng tôi trông đợi nơi Chúa. Xin Chúa làm cánh tay cho chúng tôi mỗi buổi sớm mai, giải cứu chúng tôi trong cơn hoạn nạn. Hỡi Đức Giê-hô-va, hãy thương xót chúng tôi trông đợi nơi Chúa. Xin Chúa làm cánh tay cho chúng tôi mỗi buổi sớm mai, giải cứu chúng tôi trong cơn hoạn nạn. Hỡi Đức Giê-hô-va, hãy thương xót chúng tôi trông đợi nơi Chúa. Xin Chúa làm cánh tay cho chúng tôi mỗi buổi sớm mai, giải cứu chúng tôi trong cơn hoạn nạn. Ê-sai 33 câu 2. Xin chúng ta cùng đọc kinh thánh trong Ê-sai đoạn 33 từ câu số 13 cho đến câu số 24. Ê-sai đoạn 33 từ câu 13 đến câu số 24. Mời cô Hạnh đọc cho đoạn kinh thánh này. Em xin phép đọc. Đức Giê-hô-va phán: bây giờ ta sẽ trỗi dậy, bây giờ từ câu ta 13. Sẽ dậy mình lên. Từ câu 13 đi. Câu... Dạ. Em nhìn lộn. Các ngươi là kẻ ở xa, hãy nghe việc ta đã làm. Còn các ngươi là kẻ ở gần, hãy nhận biết năng lực ta. Những kẻ phạm tội đã kinh hãi trong Si-ôn, bọn vô đạo đã run rẩy. Ai trong chúng ta ở được với đám lửa thiêu nuốt? Ai trong chúng ta ở được với sự thiêu đốt đời đời? Ấy là kẻ bước theo công bình, nói ra cách chánh trực, khinh món lợi hoành tài, buông tay chẳng lấy của hối lộ, bưng tay chẳng nghe chuyện đổ huyết, bịt mắt chẳng thấy điều ác. Kẻ đó sẽ ở trong nơi cao, các quần đá bền vững sẽ là đồn lũy nó, bánh nó sẽ được ban cho, nước nó không bao giờ thiếu. Mắt ngươi sẽ ngắm xem vua trong sự tốt đẹp ngài, sẽ thấy đất mở rộng, lòng ngươi sẽ suy gẫm sự kinh khiếp. Chớ nào kẻ đánh thuế ở đâu, kẻ cầm cân ở đâu, kẻ đếm những đồn lũy ở đâu, ngươi sẽ chẳng còn thấy dân cường bạo nữa, là dân nói tiếng líu lo khó nghe, tiếng mọi rợ không hiểu được. Hãy nhìn xem Si-ôn là thành của các kỳ lễ trọng thể chúng ta. Mắt ngươi sẽ thấy Jerusalem là chỗ ở yên lặng, là trại không rời đi nữa.
Ngọc nó chẳng hề nhổ lên, chẳng có một cái dây nào dứt, vì Đức Giê-hô-va ở đó với chúng ta trong sự ngoan nghi, là nơi có sóng ngòi rất rộng, không thuyền chèo đi lại, chẳng tàu lớn vượt qua. Hợp Đức Giê-hô-va là quan xét chúng ta, Đức Giê-hô-va là đấng lập luật cho chúng ta, Đức Giê-hô-va là vua chúng ta, chính Ngài sẽ cứu chúng ta. Những dây của ngươi đã cởi ra, không thể chặn chân cột và gương buồm được. Bây giờ người ta sẽ chia của cướp bộn bề, kẻ què bắt lấy phần của nó. Dân cư sẽ không nói rằng tôi đau, kẻ ở trong nó sẽ được tha tội. Em xin hết. Cảm ơn. Chúng ta cảm ơn Chúa vì lời của Đức Chúa Trời Ngài nhắc nhở cho chúng ta buổi sáng hôm nay, biết rằng chúng ta ở gần bên Chúa là chúng ta sẽ nhận biết được năng lực của Chúa. Đây là điều mà tại sao mà các con cái của Chúa chúng ta vượt qua rất là nhiều những cái sự khó khăn, những cái sự thử thách hoặc là những cái hoạn nạn, có khi là những việc mà chúng ta biết trước hoặc là có khi chúng ta không hề hay biết, thì chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời Ngài luôn luôn ở cùng với chúng ta vì cớ năng lực của Ngài là một năng lực mà Ngài sẽ bao phủ và gìn giữ toàn thể tất cả các con dân của Ngài. Thành ra các ngươi là kẻ ở xa hãy nghe việc ta đã làm, còn các ngươi là kẻ ở gần thì hãy nhận biết. Chúng ta nếu đời sống đức tin của chúng ta còn ở xa thì chúng ta chỉ nghe thôi. Chúng ta nghe lời làm chứng của người này hoặc là của người khác. Chúng ta nghe những cái bài học kinh thánh từ nơi các mục sư, các diễn giả. Nhưng mà khi mà chúng ta ở gần bên Chúa đó, thì Chúa sẽ cho chúng ta nhận biết được năng lực của Ngài. Tức là Ngài làm ơn của Ngài trên cái đời sống của chúng ta một cách cụ thể. Ngài ban cho chúng ta công việc làm ăn trong đời sống của mình. Chúa chỉ dẫn cho chúng ta trong việc dạy dỗ con cái. Chúa ban cho chúng ta sự khôn ngoan trong khi chúng ta giao tiếp hoặc là cư xử với những cái người xung quanh mình. Và chúng ta cũng có được cái ơn của Chúa ban cho để chúng ta giữ được bình tĩnh, giữ được cái tinh thần của những người ở trong Chúa khi đối diện với những cái hoàn cảnh thử thách quá lớn của thế gian, giống như dịch bệnh ngày hôm nay lây lan, thì chúng ta ở trong Chúa chúng ta mới nhận biết được rằng có cái năng lực của Chúa dành cho chúng ta một cái sự bình an, không có bị bối rối và cũng không có phải ở trong sự kinh hoàng gì cả. Rồi chúng ta cũng sẽ thấy rằng năng lực của Chúa đó là để giúp đỡ cho đời sống của loài người phải tránh xa đi những cái tội lỗi. Năng lực của Chúa là để giúp cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời không bao giờ khinh dễ những cái việc làm tội lỗi gian ác của đời này đâu. Mặc dù chúng ta biết rằng đời này thì người ta thường sợ những kẻ hung ác lắm. Người ta thường hay nói với nhau rằng coi chừng đó, phải cẩn thận với những cái kẻ hung ác, những kẻ làm dữ hoặc là những kẻ mà rình mò ở trong bóng tối mà làm hại người ta hoặc là thế này thế khác đó. Con cái của Chúa phải cẩn thận, chứ không cẩn thận là có gì nguy hiểm rồi làm sao. Ngày xưa khi mà tôi đến tại Hội Thánh Hòa Hưng đó, thì lúc đó là nguyên cả con đường cách mạng tháng 8 này nó vắng lắm, nó vắng giống như là nó còn hơn là cỡ như là Củ Chi bây giờ vậy đó, chứ không phải là được như là Hóc Môn hay là ở quận 12 đâu, mà là nó vắng cỡ như trên Củ Chi thuộc cái việc mà cầu An Hạ rồi trở lên phía chợ Củ Chi trên đó đấy, chứ không phải là giống như là bây giờ. Thì lúc bây giờ khi mà tôi về, tôi vào trong Hội Thánh buổi chiều cái tôi bắt đầu tôi mở cái chương trình nhóm của Hội Thánh ra, thì bà cụ sư lành ở đó lâu rồi, nên bà cụ nói là không, ông cẩn thận đi, ông đừng có làm như vậy, ông đừng có mở Hội Thánh ra nhóm mà nhóm như vậy đó, buổi chiều nó tới rồi nó xông vô rồi nó cướp giật và nó gây là cho ông chết á. Rồi còn khi mà buổi sáng là tôi mở sớm 5 giờ sáng còn nguyện thôi, ông đừng có mở, ông mở ra là coi như sáng như vậy là nguy hiểm lắm, đâu có ai can thiệp, đâu có ai giúp đỡ gì được đâu. Tôi nói với bà cụ rằng thôi bà cụ không sao đâu, bà cụ cứ yên lặng, cứ nghe theo lời của tôi đi, rồi mọi chuyện là Chúa lo. Thì tôi cứ cầu nguyện, tôi cứ mở
những buổi nhóm buổi tối cho các ban các ngành nhóm họp vui vẻ, rồi buổi sáng thì nhóm cầu nguyện đều đặn bình thường. Thì một thời gian sau thì cũng không có gì, thì bà cụ sư đã làm lúc bây giờ ở mấy hé hé cửa bên cạnh của nhà thờ ra, bà thấy cái cảnh hội thánh nhóm vui quá, thế là bà cũng bước lên bà nhóm với hội thánh luôn, không còn sợ gì nữa hết. Thành ra đó là những cái điều để cho chúng ta thấy rằng ở trong Chúa đó, thì cái sự những kẻ tội hay là những kẻ làm gian ác mới sợ, còn những người mà thuộc về Đức Chúa Trời đó thì không có sợ những cái sợ hãi những kẻ hung ác đâu, mà chính những kẻ hung ác, những kẻ gian tà, những kẻ mà cướp bóc hay là những kẻ mà làm những cái việc mà không có đúng đắn, họ sợ Chúa lắm. Thậm chí là quý vị cũng biết rằng họ những cái người mà gian tà đó, họ đi ngang nhà thờ mà họ nhìn vô nhà thờ là họ cũng đã cúi đầu rồi, họ kính trọng rồi, chứ không có phải là giống như họ ngang nhiên gì được. Thành ra tôi nói rằng nếu như mà các hội thánh của Chúa đó mà cứ mạnh mẽ, mà cứ mở cửa ra cho các con cái của Chúa cầu nguyện, hội thánh cứ trung tín mà thờ phượng Chúa hàng ngày, hàng tuần, thì Chúa sẽ thay đổi, Chúa sẽ làm việc để cho những người làm gian ác họ thấy cái sự sáng của Chúa đó, mà họ không còn làm những cái điều hung dữ nữa. Thành ra chúng ta thấy rằng từ câu số 14 đến câu số 16 đã nói về cái điều đó, những kẻ phạm tội đã kinh hãi trong Si-ôn, bọn vô đạo thì đã run rẩy. Ai trong chúng ta ở được với đám lửa thiêu nuốt? Ai trong chúng ta ở được với sự thiêu đốt đời đời? Ấy là kẻ bước theo công bình, nói ra chánh trực, kinh món lời quạnh tài, buông tay chẳng lấy của hối lộ, bưng tay chẳng nghe chuyện đổ quyết, bịt mắt chẳng thấy điều ác. Kẻ đó sẽ ở trong nơi cao, các phần đá bền vững sẽ là đồn lũy nó, bánh nó sẽ được ban cho, nước nó sẽ không bao giờ thiếu. Chúa cho chúng ta thấy rằng đây là điều mà hội thánh của Chúa được phước, được Đức Chúa Trời gìn giữ. Vì cớ chẳng những Ngài ban cho hội thánh của Chúa được cái năng lực của Chúa, mà Chúa còn ban cho các con cái của Chúa sống một cái đời sống thật sự là ngay thẳng, chánh trực, không có làm những cái việc gian ác, không có tham lam, không có lấy của hối lộ, không có nhận tiền, nhận bạc gì của người khác để mà mua chuộc, hoặc là để làm những cái điều này, điều khác để mà làm cho cái danh của Chúa bị chê cười. Thì khi đó chúng ta sẽ thấy rằng cái đời sống đó sẽ rất là bình an và phước hạnh. Vì cớ chúng ta là những người đã ở trong đường lối của Chúa, ở trong cái nơi cao, và biết rằng Chúa là nơi nương dựa cho chúng ta. Khi chúng ta làm được gì làm cho Chúa thì chúng ta không có những cái tính toán, không có những cái lợi lộc để mà chúng ta phải đòi hay là gọi là vòi tiền cho người ta nữa. Chúng ta thường hay nghe nói, khi mà tôi đi làm đám tang đó, thì tôi nghe đám tang cho những cái con cái của Chúa mà có thân nhân, những cái người ngoại đó, thì họ đều khen cái đám tang của bên Tin Lành hết. Họ nói sao bên Tin Lành làm hay quá vậy, lo giúp đỡ cho các tín hữu rồi không có tính toán gì, chứ bên mà bên Phật giáo đó thì khi mà kêu mời một chị sư tới là phải trả tiền đó, phải ông chẳng những ông ra giá nữa, và nếu mà không có đủ giá thì cũng không có làm cho đúng cái lễ nghi nữa. Và cái điều đó là tôi nghe rất là buồn, bởi vì trong tôn giáo, trong cái chỗ đạo đức mà người ta vẫn thực hiện cái việc đó rất là bình thường. Trong khi đó thì ở trong Chúa thì chúng ta không bao giờ có nghĩ đến những cái chuyện như vậy được hết. Và đó là điều mà Chúa muốn nói với chúng ta rằng trong cái đời sống mà những người chánh trực thì không có làm những cái việc mà tham lam, hối lộ hoặc lợi dụng cái cơ hội để mà tính toán về cái tiền nong. Rồi chúng ta lại thấy rằng câu số 17 thì nói rằng mắt ngươi sẽ ngắm xem vua trong sự tốt đẹp Ngài, sẽ thấy đất mở rộng, lòng ngươi sẽ suy ngẫm sự kinh khiếp, chớ nào kẻ tính thuế ở đâu, kẻ cầm cân ở đâu, kẻ đếm những đồn lũy ở đâu. Ngươi sẽ gặp còn thấy dân cường bạo nữa, là dân nói tiếng líu lo, khó nghe, tiếng mọi rợ không hiểu được. Chúng ta thấy rằng nếu chúng ta đã ngắm xem Chúa, chúng ta phải kính sợ Chúa. Nếu chúng ta biết Chúa có năng lực, chúng ta phải sợ. Đây là cái việc mà Chúa nói với chúng ta rằng nếu chúng ta đã gần gũi với Chúa càng nhiều thì chúng ta sẽ ngắm xem thấy cái sự tốt đẹp của Chúa. Chúng ta phải tôn trọng, chúng ta phải làm cho danh của Chúa được vinh hiển, chúng ta phải làm cho mọi người cũng đều yêu mến Chúa giống như chúng ta. Chúng ta thường thấy những cái điều mà ngày hôm nay thế gian và ma quỷ đang tranh giành cái sự vinh quang đối với Đức Chúa Trời. Chúng ta thấy rằng các nghệ sĩ khi mà họ được tài danh,
thì họ được sự tôn trọng, tôn cao, và họ không bao giờ họ biết nói đến việc Chúa cả. Cho nên khi đó chúng ta thấy rằng sau đó thì những cái tôn cao, tôn trọng đó nó bị hạ xuống, bị hạ xuống. Mà điển hình là chúng ta thấy ngày hôm nay biết bao nhiêu những cái nghệ sĩ danh tiếng thì đang bị truy tố, đang bị điều tra về những cái lĩnh vực từ thiện của họ. Họ làm những cái công việc từ thiện nhưng mà họ để vinh danh của họ, họ để cho họ được tôn cao, chứ họ không có nghĩ đến cái việc là người ta sẽ được cái nhận cái ơn cứu rỗi, hay là được sống một cái đời sống thật là yên lành, tốt đẹp thật sự gì cả. Nhưng mà trái lại thì họ làm những cái việc mà chúng ta thấy rằng giàu kín đáo, giàu chỉ có họ biết thôi, nhưng mà bây giờ thì tất cả mọi người đều biết. Chúa Trời Ngài không khinh dễ, Chúa Trời có năng lực của Ngài, Ngài khiến cho những gì mà con người làm mà không có cái lòng kính sợ Chúa, không có cái sự tôn cao danh vinh hiển của Chúa Trời, thì những cái việc làm đó theo thời gian nó lại càng chồng thêm tội, nó lại càng sẽ được phơi bày ra. Cho nên chỉ có những người mà kính sợ Chúa thì chúng ta có được một cái sự hiểu biết mà chúng ta không làm. Mà nếu có một số người nào đó họ đã vô tình trong cái lúc mà họ không có sự hiểu biết về Chúa nhiều, về quyền năng của Chúa Trời nhiều, mà họ đã làm đó, thì sau đó họ cũng không bao giờ dám dương oai hay là dữ dỏ hay là khoe khoang gì được nữa hết. Mà trái lại họ im lặng, họ nhờ cậy nơi Chúa để Chúa thay đổi, và họ sẽ làm những công việc khác để mà gọi là giống như là để chuộc lỗi, chuộc tội cho mình. Giống như là ông Sa-chê đó, khi mà Chúa vào nhà của ông rồi đó, khi mà ông nhận biết Chúa rồi đó, thì ông không còn nghĩ rằng mình là một cái vị quan lớn ở trong thành Jericho nữa, mà ông nói rằng nếu mà tôi làm thiệt hại ai thì tôi xin đền cấp tư. Nghĩa là với cái sự khiêm nhường như vậy đó, thành ra cho dầu ông vẫn làm chức vụ quan không thế, hay là ông có nghĩ chức vụ đi chăng nữa, thì cũng không ai làm hại gì ông hết. Ông vẫn được cái sự tha thứ, ông vẫn được cái sự bình an, bởi vì ông nhận biết Chúa rồi và ông biết cách cư xử phải lẽ. Cho nên cho dầu ông vẫn làm quan không thế đi chăng nữa, nhưng mà nghe dân chúng mà nghe ông nói với câu đó là nếu mà tôi có làm hại ai thì tôi sẽ đền cấp tư, thì lúc bây giờ là người ta sẽ thấy rằng ông này thật sự ăn năn, ông này thật sự là kính sợ Chúa. Thậm chí ông còn nói là tôi sẽ bán phần nửa gia tài của tôi để giúp đỡ cho kẻ nghèo khó nữa. Như vậy thì chúng ta thấy rằng cái người mà ngắm xem Chúa là tôn trọng, Chúa là tốt đẹp rồi đó, thì đừng có kể gì đến những cái vấn đề mà tiền bạc hay là những cái sai lầm của mình trước đây cả. Mà mình chỉ cần âm thầm mà mình hầu Chúa một cách thật là xứng đáng, thì không ai bới móc của cái tội của mình lên, không ai xới ra những cái việc quá khứ của mình để làm gì. Bởi vì mình biết rằng mình ăn năn tội trước mặt Chúa rồi, và mình đã sống một cái đời sống rất là hạ mình để mình giúp đỡ cho mọi người, thì cứ mình đã nhận biết những cái lỗi lầm của mình. Rồi chúng ta lại cũng thấy rằng từ câu 20 đến câu số 24 thì Chúa cho chúng ta biết rằng chúng ta là dân của Chúa rồi, chúng ta không đã được ăn năn tội rồi, chúng ta nhận biết Chúa là đấng mà giúp đỡ cho đời sống của mình để hưởng phước lâu dài rồi đó. Thì từ câu 20 đến câu số 24 thì Chúa nói rằng Chúa sẽ cho chúng ta được ở một cái nơi phước hạnh, mà phải nói rằng không có một cái nơi nào ở trên đời này gọi là phước hạnh bằng thiên đàng của Chúa cả. Cái nơi mà chúng ta sẽ thấy rằng nơi đó không có thành, không có sông ngòi, không có thuyền chèo, không có tàu lớn, không có những cái gì ngăn trở trên cái đời sống của những người thuộc về Chúa cả. Khi chúng ta được sống ở trên thiên đàng, ở trên trời, hay là chúng ta thật sự nhận biết Chúa là đấng là ở cùng với chúng ta, là năng lực của đời sống của chúng ta sẽ cảm nhận được một cái điều rất là lớn ở trong cái đời sống tinh kính của chúng ta. Đó là chúng ta sẽ ở trong một cái vương quốc, mà một cái vương quốc đó không có một sự ngăn cản nào, dầu là thiên nhiên hay là dầu con người. Bởi vì Chúa đã cởi ra những cái chân cột, những cái cây bườm, hay là những cái con người mà họ muốn ràng buộc chúng ta đó, thì Chúa cách ly hết. Giống như ngày hôm nay chúng ta hiểu cái từ cách ly rồi đó, khi mà bệnh nặng mà lây nhiễm cho những người khác đó, là bị cách ly. Thành ra chúng ta thấy rằng khi chúng ta ở trong nước của Chúa Trời thì Ngài sẽ cách ly những cái thành phần gian ác tội lỗi, họ không thể xâm nhập, họ
họ không thể đến với đời sống của các con cái của Chúa được. Và khi đó chúng ta mới được yên ổn. Chứ còn nói là yên ổn mà chúng ta vẫn còn sống hòa đồng với những cái người thế gian, với những người tội lỗi, với những người gọi là giả hình, những kẻ gian trá. Bề mặt ngoài thì nói là tốt, tốt, đẹp, đẹp, nhưng mà sau lưng nó là họ làm hại mà mình không có hay. Họ làm những cái điều mà dối trá mà mình không có biết. Rồi họ còn gậy bẫy nữa. Họ lại còn làm những cái điều mà đưa mình vào trong những cái chỗ mà vì thiếu hiểu biết rồi mình lại nghe lời. Và cuối cùng thì mình lại chuốc lấy mình những cái tai họa. Ở đời ngày hôm nay thì người ta không có giết nhau bằng gươm, bằng giáo, mà người ta nhiều khi giết nhau bằng những cái mưu kế, bằng những cái thâm độc, người ta gọi là ném đá, dấu tay. Đó là những cái việc mà rất là thường tình xảy ra trong ngày hôm nay. Nếu con cái của Chúa không ở trong bàn tay của Chúa trời bảo bọc thì chúng ta sẽ bị rơi vào trong cái cảnh đó. Là chúng ta trở thành cái người cho người khác sử dụng. Người ta bảo với mình cái việc này hãy đến lo cái việc này kia, giúp đỡ cho tôi nghe để mà tôi biết được cái người đó như thế nào, thế rồi là chúng ta lại bị những cái tên cướp, những cái tên mà buôn bán ma túy đó, nó lại trở thành những kẻ mà nó hãm hại cho cái đời sống của những cái người mà mình ngây thơ, mình không biết, mình tới mình hỏi nó thế này thế kia thì nó cũng biết rồi mình là cái thành phần mà nào để mà đi dò hỏi, đi mà xem xét cái tội của nó rồi đó, thì nó không trả thù được cái người mà nhờ vả. Nhưng mà họ giết những cái người mà đi mà tìm hiểu về nó đó, để cung cấp lại những cái tin tức này nọ. Những cái điều đó là những cái điều rất là thường xảy ra ở trong những các phim hình sự ở trên phim ảnh đó. Nó ghi lại, nó kể lại, hay là nó chiếu lại cho chúng ta thấy những cái cảnh mà những cái người mà bị giết, bị thù hận, bị trả thù là chỉ vì cớ đó thôi. Nghĩa là chúng ta biết rằng chúng ta ở trong Chúa, chúng ta không làm những cái điều tội lỗi và cũng không phải vì cớ những cái sự hòa đồng với thế gian để rồi chúng ta sẽ làm những cái điều gọi là giúp đỡ cho những cái người mà họ không có đủ cái năng lực để mà họ sống cái đời sống mà ngay thẳng, thì chúng ta sẽ không có một cái làm những cái việc như vậy. Chúng ta chỉ có thể giúp đỡ được cho những ai thật sự là khao khát Chúa, tìm kiếm Ngài và sống cái đời sống đạo đức, chứ không phải là chúng ta để đi để mà chúng ta trục lợi, hay là chúng ta để chúng ta sẽ tìm cách để mà bới móc những cái việc làm tội lỗi, dầu biết rằng những cái điều đó là những điều là thế gian là họ phải làm. Những cái người có trách nhiệm về quyền lực, về cái công tác mà họ được giao là họ phải làm, chứ họ không thể nào được phép để mà từ bỏ những cái việc mà sợ hãi kẻ thù, kẻ tội lỗi để mà không dám làm. Nhưng mà đó là công việc của những cái người thuộc về xã hội đã giao cho họ những cái trọng trách. Cho nên nếu những người đó mà họ làm được đúng những cái việc mà phải lẽ thì Chúa ban cho họ không có gì ngăn cản được hết. Họ có quyền lực lắm. Họ sẽ làm được những cái việc là giúp cho xã hội, cho mọi người sẽ xa khỏi những cái điều mà tội lỗi, những điều xấu xa, để đem lại cho cái xã hội không còn có những kẻ tội phạm, không còn có những kẻ mà hung dữ, băng nhóm, hay là những kẻ xấu xa nữa. Đó là điều mà chắc chắn rằng Chúa ban phước cho họ. Còn con cái của Chúa trời thì Chúa sẽ ban phước cho chính chúng ta, chính là những người mà chúng ta nhận biết tội và chúng ta giúp đỡ cho những người có tội để họ được trở lại ăn năn tin nhận Chúa. Đây là một cái nguyên tắc sống mà các con cái của Chúa chúng ta phải ráng mà giữ trong cái thời kỳ sau rốt này, để rồi sau này chúng ta nói ủa, ông mục sư nói rằng con cái của Chúa thì được Chúa gìn giữ, mà tại sao tôi thấy rằng có những con cái của Chúa lại bị những kẻ gian ác tội lỗi ở trong thế gian này họ lại cũng làm hại như vậy. Nhưng mà đến khi mà tìm hiểu kỹ lưỡng hơn thì thấy rằng họ có cái hòa đồng, họ có những cái mối giao tiếp riêng ở đằng sau cái vẻ của một cái người tin nơi Chúa, thờ phượng Chúa, và họ làm những cái việc xấu đó. Cho nên những cái điều này là những cái điều rất là dễ bị rơi vào trong bẫy của ma quỷ. Mà tôi cũng có theo dõi cái tin vừa rồi ở trên vùng Tây Nguyên đó, thì một cái hội thánh mà người ta cũng ghi trên báo đầy đủ hết là những trong cái hội thánh đó người ta cũng cầu nguyện, học kinh thánh, rồi thờ phượng Chúa, nhưng mà họ lấy cái đó làm cái vỏ bọc tôn giáo. Tức là sau khi mà cầu nguyện, thờ phượng Chúa chung với nhau rồi đó, thì họ kéo nhau ra, họ bàn bạc những cái vấn đề thuộc về chính trị, về xã hội, về những cái quyền lợi gì đó của đất đai hay là này nọ để tranh đấu hay là giành giật gì đó, không biết. Tôi không biết là những tin đó có chính xác đến bao nhiêu, nhưng mà khi mà người ta nói ra như vậy thì ít ra là cũng có những cái điều gì đó mà khiến cho
danh của Chúa đã bị chê cười, khiến cho họ có những cái cớ để mà họ làm cho những cái người thờ vượng Chúa chân chính ngày hôm nay cũng cảm thấy hơi giống như là mình bị rúng động. Không biết là mình thờ vượng Chúa rồi mình có giống như họ hay không? Chắc chắn là không bao giờ cả. Nếu những con cái của Chúa Trời chúng ta ở trong đường lối của Chúa Trời, chúng ta không có bị xúi dục, ai xúi dục được hết. Không ai kêu gọi chúng ta làm một cái việc gì sai được hết. Đó là cái điều chân thật. Đó là cái lời của Đức Chúa Trời. Chứ không phải là những cái điều mà giống như thế gian mà họ nói đâu. Thành ra chúng ta phải cẩn thận trong những ngày sau lúc này. Bởi vì tin giả cũng có, tin thiệt cũng có, người thật cũng có, mà người giả cũng có. Nhưng mà Chúa nói với chúng ta rằng chúng ta là những người được tha tội. Là dân cư mà ở sẽ không có nói rằng tôi đau nữa. Những con cái của Chúa Trời sẽ không nói rằng mình ở trong Chúa rồi mình sao mà mình bị những cái tiếng này tiếng khác, hay là người này người kia họ ngó mình theo những cách gọi là xem thường, rồi thì chúng ta lại bị ảnh hưởng. Điều đó không bao giờ hết. Nhưng mà trái lại, chúng ta sẽ ở trong Chúa với năng lực của Ngài, vì cớ chúng ta được Chúa tha tội, và chúng ta cũng hiểu được đường lối của Đức Chúa Trời là ngay thẳng, không có cái gì sai lạc hết, và cũng không có ai gọi là đội lốt được cái danh của Chúa hết. Không ai đội làm giả dối được mà không bị Đức Chúa Trời hình phạt cả. Cho nên đây là điều để nhắc nhở cho mỗi đời sống của chúng ta là những con cái của Chúa Trời, là chúng ta đừng có tham lam, chúng ta đừng có vì quyền lợi, chúng ta đừng có vì danh vọng hoặc là địa vị gì đó mà chúng ta làm cái việc mà nó không có đúng với cái sự ngay thẳng, không có làm theo cái đường lối của Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Đó là chúng ta chỉ học lời của Chúa, đi theo đường lối của Ngài, và chúng ta làm những cái công việc mà giúp ích cho gia đình của mình, cho hội thánh của mình, cho anh em của mình bằng tình yêu thương, bằng sự nhân từ. Và những cái điều gì mà như Paulo nói đó, điều gì tựa như điều ác đó, thì anh em hãy tránh xa. Điều gì mà chúng ta nói chuyện với ai ở ngoài đời, trong khi chúng ta giao thiệp, chúng ta biết nhiều lắm rồi, là những người nào mà họ nói mà có những cái mưu trước, họ nói có những cái việc mà gọi là tìm hiểu để mà gây những cái sự mà thiệt hại cho người này người kia đó, thì chúng ta hãy tránh xa họ. Bởi vì đời sống của con cái của Chúa là để giúp đỡ, chứ chúng ta không có được một cái đời sống mà chúng ta phải làm những cái việc mà gọi là không có tình yêu thương ở trong đó. Chúng ta thuộc về con cái của Chúa Trời, chúng ta làm những công việc là để giúp đỡ lẫn cho nhau, đem lại những cái ích lợi, và thậm chí chúng ta còn có thể quán cải được những cái người tội lỗi nữa. Chính đời sống của tôi đã từng nói là tại sao mà tôi có thể đưa dắt cả ngàn người trở lại tin nhận Chúa, trong khi biết bao mục sư ở trong nhà thờ, ở trong chức vụ cả hàng chục năm, bốn năm chục năm trong chức vụ mà không đưa được một người trở lại tin nhận Chúa. Đây là một cái điều mà thất bại của chính đời sống, mà như lời của Chúa nói rằng họ không được cái năng lực của Chúa, tôi không tài giỏi gì cả. Bởi vì tôi nói rằng tôi không có năng lực, nhưng mà năng lực mà Chúa làm đó là tặng cho chính mình, mà mình cũng không biết được nữa. Tôi kể lại cho quý vị nghe cái điều mà Chúa đã làm cho tôi khi mà tôi đi học một khóa truyền giảng ở tại bên Singapore. Thì sau khi mà người ta truyền dạy dỗ xong rồi đó, người ta hỏi các vị lãnh đạo nhiều tôn giáo trên nhiều hội thánh trên thế giới lắm, chứ không phải là một mình, nhưng mà ai muốn thì cứ tự nguyện ghi vào là sau khi mình học khóa truyền giảng như vậy ở tại Singapore rồi về thì mình sẽ giúp được cái bao nhiêu người nghe về lời của Chúa thôi, chứ còn chuyện tin thì đó là chuyện mà chuyện về sau rồi. Chứ còn mình nói đó, mình làm sao để mình truyền giảng, mình có thể có cơ hội để mình nói về Chúa được cho bao nhiêu người. Thì lúc bây giờ tôi không hiểu tại sao mà tôi được cảm động, nhưng mà tôi cũng không biết là mình có đủ năng lực gì hay không. Đó là tôi ghi vào tôi sẽ truyền giảng cho 10.000 người. Tôi ghi xong rồi cái trở về nhà, tự nhiên lúc bây giờ thì cái tánh sắc thật tôi nổi lên. Mình nói vậy rồi mình có làm được hay không? Mình nói vậy rồi có mình có thực hiện hay không, hay là mình chỉ ghi cho nó suôn sẻ để cho người ta thấy mình có cái lòng thuộc về Chúa, mình làm vậy thôi. Thì lúc bây giờ tôi về Hội Thánh Hòa Hưng thì tôi tổ chức những chương trình truyền giảng, tôi mời gọi, tôi kêu gọi tín đồ đi ra làm chứng đạo đủ thứ hết. Nhưng mà mỗi một tháng như vậy đó, quý vị biết là đâu chỉ có chừng 5-10 người, 20 người đi dự truyền giảng để mà nghe thôi, chứ có làm gì mà con số mà 10.000 người tới bao giờ mới có được. Nhưng mà lạ lùng lắm, sau khi mà tôi khao khát, tôi cầu nguyện xin Chúa tha tội cho con, bởi vì con không phải là làm cái điều này là trong sự yếu đuối hay là con làm cho có lệ, nhưng mà vì cái con thật sự là mong muốn cái điều đó và con đã làm mà con không có làm được. Thì sau đó thì
tôi phải ra khỏi hội thánh của Hưng, thì bắt đầu thế còn xuống dốc hơn nữa là làm sao mình có thể hầu Chúa. Rồi một cái hội thánh nhỏ, một cái chỗ mà như là hội thánh Công Bình thì chỉ chứa được có chừng 100 người trở lại mà cũng không có truyền giảng nữa, làm sao mà truyền giảng được để mà có thể đưa nhiều người trở lại tin nhận Chúa. Tự nhiên trong một cái buổi làm việc ở tại ở cái trường mà tôi lúc bây giờ thì tôi có phụ trách cái trường ngoại ngữ tin học ở bên quận 3 đây, thì khi mà tôi đang làm việc ở tại đó thì ở trên mạng thì có một em thanh niên ở tại Indonesia, em hỏi rằng ông sư có muốn làm cái website về truyền giảng không. Đấy, được chứ, cái này là ông sư ao ước lắm. Và em nói rằng em sẽ làm một cái website, mua một cái domain, bởi vì lúc bây giờ là ở Việt Nam là những cái chuyện mà truyền giảng tin lành mà mua domain làm website là không bao giờ có được hết, nhưng mà Chúa cho em mua từ nước ngoài, thành ra tôi làm được. Và chính vì vậy mà tôi upload lên những cái chương trình truyền giảng mà sau này 10 năm sau tôi coi lại đó là 220 người đã nghe, đã dự, đã theo dõi cái chương trình truyền giảng này. Mà trong khi đó hồi xưa là tôi chỉ có ao ước là chỉ có chừng 10.000 người thôi. Nhưng mà đến khi cái website truyền giảng tin lành của tôi đó, thì 10 năm sau đã có 220.000 người đã nghe, đã đọc, đã tìm hiểu. Bởi vì tôi biết rằng cái website mà tôi làm đó thì tín đồ tin lành không có đọc đâu. Bởi vì ông sư Dũng mà bị đuổi ra khỏi nhà thờ tin lành Hưng rồi là ông là thành phần tội lỗi, là thành phần phạm pháp, phạm tội, nên mới ông bị cách chức, ông mới bị đuổi như vậy. Thành ra đâu có ai thèm nghe, ai chịu nghe về cái bài giảng của ông. Thành ra cái điều mà tôi cảm ơn Chúa đó là Chúa nghe, Chúa dùng cái chương trình đó là để cho người ngoại. Thành ra tôi biết rằng đây là những cái việc mà Chúa đã đưa đến cho những người ngoại, những người không có biết về tin lành, họ đọc, họ hiểu, họ tin nơi Chúa, thờ phượng Chúa, chứ không phải là để làm cho các tín đồ tin lành, để cho các ông mục sư ở trong nhà thờ tin lành họ nghe, họ theo dõi. Thậm chí họ không thèm nghe, họ không thèm theo dõi, mà họ còn nói xấu, nói những cái lời nói mà chê bai nữa. Tôi thấy rằng họ không có năng lực của Chúa, không có năng lực. Bởi vì một cái người mà có năng lực của từ nơi Chúa đó thì không bao giờ làm những cái điều gì mà gọi là sai trái, hay là làm cái việc gọi là chê bai người khác, hay là chỉ trích những công việc của Chúa đã làm cả. Và mình phải tích cực, mình phải cố gắng, mình chưa làm được thì Chúa sẽ ban cho mình năng lực. Thành ra mình không có nghĩ đến rằng mình có cái năng lực nào đâu, nhưng mà Đức Chúa Trời Ngài sẽ sắm sẵn, Chúa lo liệu cho chúng ta hết. Chúa sai thiên sứ của Ngài để mở đường cho chúng ta nữa, chứ không phải là chỉ có mình chúng ta làm không, cô độc, cô đơn đâu, mà Chúa luôn sai những thiên sứ của Ngài để giúp đỡ, mở đường khi chúng ta yêu mến và hầu việc Chúa. Và đó chính là điều mà tôi có thể nói là cảm tạ ơn Chúa cho đến bây giờ. Thì cái sự rao giảng tin lành của tôi cho người Việt Nam đây hơn cả hàng trăm ngàn người tin nhận Chúa nữa. Đó là điều mà thật sự tôi biết rằng họ giàu không đến nhà thờ, họ không được đi nhóm lại thuận tiện như chúng ta, nhưng mà họ vẫn cúi đầu và họ tin nhận, họ thờ phượng Chúa. Thành ra đó là điều mà chúng ta phải biết rằng Đức Chúa Trời Ngài luôn làm những công việc thật là kỳ diệu và giúp đỡ cho chúng ta trên bước đường mà chúng ta hầu việc và thờ phượng Ngài. Câu gốc của chúng ta buổi sáng hôm nay đó là câu số 13. Chúng ta cùng đọc chung với nhau câu kinh thánh này trong Ê-sai đoạn 33 câu số 13. Các ngươi là kẻ ở xa, hãy nghe việc ta đã làm. Còn các ngươi là kẻ ở gần, hãy nhận biết năng lực ta. Các ngươi là kẻ ở xa, hãy nghe việc ta đã làm. Còn các ngươi là kẻ ở gần, hãy nhận biết năng lực ta. Chúng ta hãy nhận biết năng lực của Chúa như điều mà chúng ta học hỏi trong buổi sáng hôm nay, để chúng ta sẽ có sức mạnh và làm được nhiều công việc, nhất là truyền giảng về ân điển của Chúa cho nhiều người. Còn việc người ta tin nơi Chúa hay không, chưa tin nơi Chúa thì đó là cái việc của người ta. Còn chúng ta hãy hết lòng chúng ta làm. Rồi chúng ta có những cái điều gì để cầu nguyện trong buổi sáng hôm nay, xin chúng ta cùng biểu với nhau để dâng lên cho Chúa. Mục sư xin tiếp tục cầu nguyện cho anh Hùng, mục sư ơi. Để ảnh mau xuất viện. Rồi bây giờ chúng ta cùng hãy biết cầu nguyện nha.
Tư cảm cả nghe ơn Chúa, một sư cũng cầu nguyện rằng mấy ngày nay Chúa cũng ước cho làm cũng được bình yên một sư. Tuy là chắc giả nhưng mà đâu vào đó cũng nhờ Chúa làm được tất cả trong một ngày trên 2.000 người đó, tới một hai hai phần hai mà có mấy người làm. Thành ra có mấy người làm thôi hả? Dạ, thiếu người lắm. Mà cuối cùng của Chúa cũng sắp đặt cho làm đâu đó ổn hết đó một sư. Dạ. Cảm tạ. Dạ. Chúa thêm năng lực đúng là mà chị cũng vẫn trung tín mỗi buổi sáng mà cầu nguyện học kinh thánh như thế này là đó là một cái ơn mà phải nói là rất là lớn chứ, một người mà bận rộn như chị là coi chứ. Cái gì là được sao? Dạ, Chúa ban ơn nha. Dạ dạ. Rồi bây giờ chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện. Chính là che giấu của chúng con. Ngài là Đức Chúa Trời thần sống, đấng ban quyền năng thật lạ lùng, đấng cai trị cả vũ trụ trời đất này. Ngài ở gần bên chúng con, Ngài ban cho chúng con những năng lực mà nhiều khi chúng con không nhìn thấy, chúng con không tin, hoặc là chúng con chỉ nghe mà chúng con không có làm, cho nên chúng con không thực hiện được những công việc Chúa giao phó cho chúng con, mà Chúa đang giao phó cho chính chúng con và các con cái của Chúa trên đất này. Đó là số dân cư của đất nước của chúng con gần cả 100 triệu linh hồn, nhưng mà số người tin nhận Chúa thì không có là bao nhiêu hết, chỉ là một phần nhỏ trong số dân cư trên cả đất nước của chúng con. Chúa ơi, xin Ngài thương xót, Ngài đói xem, Ngài nhìn thấy được thảm cảnh mà ngày hôm nay mọi người vì cớ sống trong cái đường lối theo thế gian, làm những việc tội lỗi mà bây giờ phải chịu nhiều sự đau khổ. Con biết rằng đây không phải là sự hình phạt, nhưng mà đây là sự thương xót của Chúa vẫn còn cho chúng con, để giúp cho nhiều người trong giai đoạn này sẽ trở lại tin nhận Chúa hơn. Đây là dịp tiện, đây là cơ hội để cho người ta nhận biết ra rằng bao nhiêu năm đã thờ lại thần tượng, đã dâng cúng bao nhiêu tiền bạc để xây các chùa chiền và miếu mạo, những đền đài rất là lớn, và đã bỏ bao nhiêu tiền để cầu quan giải họa, nhưng mà rốt cuộc thì con người vẫn đau khổ và vẫn ở trong những tình trạng thất bại. Cho nên chúng con cầu xin Chúa Ngài sớm cho hội thánh của Chúa được tỉnh thức trong giai đoạn này, để các con cái của Chúa tích cực mà rao giảng tin lành của Chúa, yêu thương đồng bào của chúng con nhiều hơn, và nâng đỡ cho mọi người đang khốn khổ để họ từ bỏ con đường tội lỗi. Không phải là chúng con để đi làm những công việc là hình phạt tội của người ta, để lên án tội của người khác, nhưng xin Chúa Ngài cho chúng con đầy tình yêu thương mà chúng con đưa người ta đến chỗ ăn năn tội, để người ta từ bỏ, tự nguyện, người ta sẽ thấy được cái sai phạm của mình và người ta không làm những cái điều gì xấu xa gian ác nữa. Và Chúa cho chúng con có năng lực đó. Ngài ban ơn để hội thánh của Đức Chúa Trời Ngài có năng lực đó qua lời kinh thánh, qua những đời sống được Chúa thay đổi. Vì cớ chính chúng con còn sống trong tội lỗi chừng nào thì chúng con không có đủ năng lực của Chúa đâu. Nếu chúng con vẫn còn phạm tội, chúng con vẫn còn tham lam, chúng con vẫn còn dối trá, chúng con vẫn còn giả hình, chúng con đã làm nhiều những cái việc mà để kiếm lợi cho mình được giàu có, được sung túc, còn trong khi những người khác thì nghèo nàn, túng thiếu, chúng con bỏ mặc họ, chúng con xem thường và nhiều điều khác nữa. Chúng con thấy rằng những điều này đã không làm cho danh của Chúa được vinh hiển. Vì vậy cho nên số tín đồ tín lành là 2 triệu người, nhưng mà số người để mà thật sự là yêu mến kính sợ Chúa, những người hầu việc Chúa thì chúng con biết rằng con số đó còn thấp hơn rất là nhiều nữa. Cho nên chúng con cầu xin với Cha, xin Ngài thăm viếng thật nhiều, để cho cả ngàn nhà thờ ngày hôm nay ở trên đất nước Việt Nam và sẽ phải có được một chương trình của Đức Chúa Trời Ngài thăm viếng, để rồi tất cả các nhà thờ đều mở rộng cửa của mình mỗi ngày, dầu dịch bệnh có lây lan thì các nơi nào còn được nhóm họp thì các con cái của Chúa vẫn cứ có một sự nhóm họp khích lệ, gây dựng nâng đỡ lẫn cho nhau, hơn là vì cớ dịch bệnh này rồi thì mọi người cứ đóng cửa nhà thờ và rồi thì không có cách nào để mà giúp đỡ lẫn cho nhau, không có cách nào truyền giảng, thì sẽ than thở với Chúa rằng thưa Chúa, chúng con không có thể làm gì được hết. Thì điều đó là điều mà chúng con thấy rằng Chúa không bao giờ đẹp lòng hết. Chúa nói rằng Ngài sẽ trở lại nhanh chóng đây, Ngài sẽ mang phần thưởng theo để trả cho mỗi người. Nếu chúng con biết hết lòng mà làm cho công việc Chúa, chúng con vẫn có thể online được, chúng con vẫn có thể một thì giờ nào đó chúng con vẫn dành riêng cho Chúa để mà chúng con suy nghĩ cách nào đó để Chúa ban cho chúng con. Chúa ơi, vì cớ không ai để nghĩ đến việc tìm đến Đức Chúa để nhận năng lực từ nơi Ngài, không khao khát trong lòng
Cho nên sau khi đã gặp sự khó khăn rồi thì họ cũng từ chối, họ cũng có nhiều cái việc để mà họ làm, để sống ở đời nhiều hơn, để tìm được sự bình an ở đời nhiều hơn. Chúa ơi, con nài xin với cha, chúng con tha thiết nài xin với Ngài. Chúng con nhớ đến hội thánh tin lành của chúng con thấy nhiều lúc chúng con rất là buồn và đau lòng vì cớ những tình trạng của sự sốt sắng, của những sự yêu mến Chúa nó đang bị nguội lần và người ta không còn có sự quan tâm. Nếu như ngày hôm nay mà còn được mở rộng truyền giảng ở tại sân Tao Đàn hay là những sân Phú Thọ thì chắc là có đông người để mà đi truyền giảng lắm. Nhưng mà khi mà bây giờ không có thể đi để tập trung nhóm lại nhà thờ thì nhiều con cái của Chúa đã trở thành những người chỉ tu tại gia, chỉ học kinh thánh, chỉ đọc lời của Chúa Trời để được giữ cho cái đời sống của mình được bình yên, hơn là chúng con sẽ cầu xin Chúa Ngài soi sáng ban ơn để cho chúng con có cơ hội, chúng con có dịp tiện để chúng con làm chứng, để chúng con làm cho nhiều người xung quanh chúng con, dầu chỉ một người thôi mà họ cũng được trở lại tin nhận Chúa, họ cũng được bình an, đó là điều vui mừng cho chúng con. Như chúng con thấy rằng trong buổi sáng hôm nay, chị Nga đã dâng lời cảm tạ ơn Chúa, chỉ là một người không biết về Chúa đã trở lại tin nhận Chúa mới có vài ba năm nay thôi. Chị đã thật sự là một người thờ ma lại quỷ, trong nhà của chị biết bao nhiêu hình tượng từ dưới nhà tới trên lầu. Chị hằng đêm chị ngủ chị sợ ma và ma quỷ cũng vào tận trên phòng, trong phòng ngủ, trong giấc mơ của chị nữa để mà tấn công chị, làm cho chị mất bình an. Nhưng giờ đây khi chị đã tin nhận Chúa rồi, Chúa đã ban cho chị sự bình an thật lạ lùng và tăng lực rất là lớn. Cái nỗi sáng hôm nay chúng con vui mừng khi nghe được chị làm chứng rằng những ngày qua chị phải làm việc để giúp đỡ cho cả hai đứa ăn xa cách nhau, cũng không có phải là gần, mà cả 2.000 người ăn mỗi ngày như vậy, mà chị chỉ có ít người thôi, mà chị vẫn buổi sáng chị vẫn cầu nguyện, chị vẫn học kinh thánh bình thường giống như mọi người. Chúng con thấy thật là kỳ diệu và năng lực của Chúa thật lớn lao. Xin Chúa Ngài ban ơn để cho tất cả mọi anh chị em của chúng con cũng được năng lực từ nơi Chúa. Khi chúng con giao phó cho Ngài và hết lòng nài xin Chúa thì Ngài sẽ cho chúng con có những năng lực để chúng con làm việc, để chúng con phục vụ, để chúng con làm sáng danh Chúa, lại cha thánh. Xin Ngài ban ơn thật nhiều trên chúng con, trên các con dân của Ngài ngày hôm nay, để chúng con có những sự mạnh mẽ ở trong Chúa và chúng con biết rằng Chúa đang muốn dùng chúng con vào bất cứ công việc gì trong lúc hoạn nạn khó khăn này. Chúng con xin Chúa Ngài thăm viếng anh Hùng, để rồi chính anh cũng sẽ được qua khỏi bệnh tật, để rồi anh trở về nhà. Anh sẽ thấy rằng trong lúc bệnh tật này, anh được Chúa dạy dỗ rất là nhiều, để anh yêu mến Chúa. Và nhất là con biết rằng trước đây chúng con cũng không có đề cập đến những vấn đề riêng tư của anh, bởi vì anh vẫn còn có lòng ham mê theo thế gian, anh vẫn còn có những sự bài bạc, vẫn còn có những việc riêng tư của anh trong việc vé số, đánh đề. Những điều này chúng con biết rằng Chúa cũng đã nói cho chúng con biết, cho nhưng mà chúng con biết rằng anh vẫn chưa có cơ hội để mà được Chúa tỉnh thức. Cho nên con cầu xin Chúa Ngài trong giai đoạn này, khi anh nằm ở trên giường bệnh, anh sẽ nhớ lại được những cái việc làm của mình trước đây, để rồi anh sẽ thấy rằng Chúa tha thứ tội cho anh, Chúa sẽ đem anh trở về nhà trong sự khỏe mạnh, bình an, và anh cũng từ bỏ được những việc của việc đánh số, việc mua số, mua lô đề và những điều mà tham lam cờ bạc nữa. Đó là những cái điều mà Chúa không có đẹp lòng. Xin Chúa giúp đỡ thật nhiều để cho anh được từ bỏ đi và anh sống một đời sống thật là khỏe mạnh, bình an và còn được vui thỏa ở trong nhà của Chúa nữa. Là cha thánh của chúng con, chúng con này xin với cha, xin Ngài cũng ban ơn thương xót đến nhiều con cái của Chúa còn đang ở trong những hoàn cảnh khó khăn, còn có những điều gì ngăn trở về thuộc linh và những điều nào vẫn còn chạy theo những cái quyền lực của thế gian này, trong tiền bạc hoặc là trong danh vọng hoặc là địa vị, thì xin Chúa Ngài cho các con cái của Chúa trong những giai đoạn này chúng con phải ăn năn và tỉnh thức để Chúa ban cho chúng con một cuộc sống thơ thái, một cuộc sống nhẹ nhàng, chứ không phải là một cuộc sống sẽ phải rơi vào bệnh tật và phải ở trong những cái tình trạng mà của những sự đau khổ, của những cái sự mà tội lỗi hành hạ cho chính đời sống của họ. Con cảm tạ ơn Chúa nhiều lắm. Cha thánh của chúng con, xin Ngài tỉnh thức, xin Ngài mang những cơn phấn hưng của Ngài thật lớn đến với hội thánh Tin Lành và các hệ phái Tin Lành ngày hôm nay. Đừng để vì cớ dịch bệnh COVID-19 này mà mọi người sẽ không còn ơn của Chúa, không còn thấy năng lực của Ngài ban cho mình như thế nào, để rồi khi Chúa trở lại thì chúng con sẽ không được cất lên với Ngài trong chốn không trung, thì đó là một điều thật là đau lòng và thật là uổng phí cho chúng con trên bước đường theo Ngài. Xin gìn giữ chúng con, gìn giữ chính con nữa, gìn giữ chúng con để chúng con thấy được Chúa luôn luôn yêu thương chúng con. Con cảm tạ ơn Chúa Ngài đã ban cho cả gia đình con. Ngày hôm qua con
nhà con và Thiên Tải đã đi chích ngừa COVID-19 vừa qua xong được trở về nhà một đêm ngủ nghỉ bình an, phục hồi lại được sức khỏe buổi sáng hôm nay. Chúng con lại còn thấy mạnh mẽ hơn nữa. Những ngày trước chúng con giàu không có bệnh tật, nhưng chúng con cũng thấy rằng mình cũng không có được cái sức khỏe nhiều. Nhưng con cảm thấy rằng Chúa cho chúng con khi chúng con chích ngừa thì chúng con cũng có thêm những cái sức khỏe mới, có những cái năng lực thêm hơn nữa để hầu Chúa, và thấy rằng cuộc đời của chúng con ngày hôm nay rất là ngắn ngủi lắm. Nếu chúng con thờ ơ, chúng con xem thường đi sức khỏe của chúng con thì chúng con sẽ không còn có cơ hội để hầu Chúa nữa. Xin Ngài ban ơn và giúp đỡ thật nhiều để cho chúng con chẳng những yêu mến Chúa, khích lệ con cái của Chúa trên bước đường hầu việc Ngài, mà còn phải khích lệ các con cái của Chúa quý trọng thân thể của mình, quý trọng sức khỏe của mình, và luôn luôn giữ gìn tránh khỏi dịch bệnh, chích ngừa, và cũng như làm những cái điều mà có những cái điều để đem lại cho chính bản thân, đời sống của chúng con những điều tốt lành, mà nhờ đó chúng con hết lòng hầu việc Chúa, chúng con sẽ giúp đỡ được cho nhiều người hơn nữa trong những ngày sắp tới. Xin Cha ban ơn ở cùng với hết tại chúng con trong những công việc hàng ngày, nhất là những công việc mà chúng con đang truyền giảng trên website, trên mạng truyền thông, và chúng con biết rằng những điều này thì ma quỷ không có thích và không có ưa, nhưng xin Chúa Ngài bảo bọc chúng con, gìn giữ cho chúng con, và Ngài đem những điều này đến với tận nhà của những người ngoại đạo, tận những văn phòng, tận những cái nơi mà những con người ở trong thế gian này họ không có cơ hội để đi nhà thờ, nhưng mà họ sẽ có cơ hội mở máy vi tính, mở mạng lên và họ đọc được, họ hiểu được, và được Thánh Linh của Chúa cảm động để họ tin nhận nơi Chúa và thờ được Chúa ở ngay ở tại văn phòng của mình, tại nhà của mình nữa, để rồi trong những cái lúc mà dịch bệnh này thì họ sẽ là những người đã được Chúa cứu và được Chúa ban phước thật nhiều. Con cảm tạ ơn Cha nhiều lắm. Chúng con xin dâng thì giờ của chúng con, những công việc chúng con làm không phải là để cho chúng con có những cái điều khoe khoang, không phải để chúng con có tìm được có những cái quyền lợi tiền bạc, bởi vì chúng con thấy rằng chúng con cũng rất là khó khăn, chúng con không có tiền bạc để làm những công việc lớn, nhưng Chúa chỉ sử dụng những đồng tiền nhỏ của các con cái của Chúa, cũng như công việc của chính đời sống của chính con mà đem lại những sự gây dựng giúp ích cho mọi người. Thì xin Chúa Ngài cứu thêm cho chúng con mỗi ngày từng người một có công việc làm ăn đầy đủ, có được một cuộc sống ổn định, đó là điều mà chúng con chỉ ao ước trong giai đoạn cuối cùng này. Xin Chúa Ngài thăm viếng thật nhiều trên các con cái của Chúa luôn. Chúng con xin nhân danh Thánh Chúa Giêsu Christ, Amen. Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên ở đất như trời. Xin cho chúng con hôm nay đồ ăn đủ ngày. Xin tha tội lỗi cho chúng con như chúng con tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng con. Xin chớ để chúng con bị cám dỗ, song cứu chúng con khỏi điều ác, vì nước quyền vinh hiển đều thuộc về Cha đời đời vô cùng. Amen. Tôn vinh và lời khen Trái Từ, vì tình yêu của ban tặng chồng. Tôn vinh và lời khen Chúa Giêsu cùng Chúa Thánh Linh quyền năng. Amen. Cảm ơn Chúa, cảm ơn mục sư. Xin chúc mọi người tốt lành.